Xin chào bạn, tôi là bác sĩ Sắc, chuyên ngành năm học của Bệnh viện Việt Đức đấy. Một cái câu mà tôi nhớ mãi cái thời sinh viên mà tôi ở đi học sản, cái thời y năm ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương ấy, giáo sư Trần Danh Cường lúc ấy đang còn là ở bộ môn sản, bây giờ thầy là giám đốc viện sản Trung ương rồi, nghĩa là cách đây cũng khoảng 7-8 năm rồi. Thầy có nói là tỷ lệ những người mà bị bệnh viêm nhiễm, viêm phần phụ ấy, đi khám phụ khoa ấy, là chiếm tới tận 80%. Đấy, nghĩa là 80% số lượng những người đi khám ở bệnh viện phụ sản mà không phải là chừa đẻ là 80% trong cái số là viêm nhiễm cái phần phụ. Đó, một cái tỷ lệ rất đáng báo động. Thế thì đây hôm nay tôi cũng gõ cái từ vô sinh nữ kèm theo keyword là luận án tiến sĩ. Như thì những cái luận án tiến sĩ này thì người ta cũng phải nghiên cứu rất là sâu và tất cả đều là tài liệu nước ngoài. Thế thì có một cái số liệu đây tôi muốn giới thiệu cho các bạn đây. Tỷ lệ vô sinh do vòi tử cung đây nó dao động từ 20 đến 25% trong tỷ lệ vô sinh nói chung và chiếm tới 70%, trên 70% đối với vô sinh thứ phát do nữ nói riêng. Đấy, nghĩa là một cái con số mà gọi là rất lớn. Đấy, nghĩa là những hợp vô sinh thứ phát đấy là những người mà người ta trước đấy người ta đã có con được bình thường hoặc là có thai được bình thường, thế nhưng bây giờ người ta tạm thời là nó chưa có con hoặc có thai được nữa. Đấy, tại vì đến hơn 70% là cái do cái nguyên nhân vòi tử cung này. Trước khi mà vào cái bài hướng dẫn cách vệ sinh ý, thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn đây là cái hình ảnh của cái bộ phận sinh dục nữ đây, cái bộ phận sinh dục ngoài, và đây là cái âm đạo. Ở đây âm đạo nó nối với tử cung bằng một cái gọi là cái cổ tử cung, là cervix, nghĩa là cái cổ tử cung. Đấy, cho nên là khi mà viêm âm đạo ấy thì nó rất dễ nhiễm trùng ngược dòng, nó gây ra viêm cổ tử cung, viêm tử cung. Và đây có cái ống dẫn trứng, và nó sẽ nhận trứng, đây là cái buồng trứng, trứng sẽ dụng vào cái, đây là cái loa vòi trứng, là trứng sẽ di chuyển đến đây. Và thông thường ấy khi quan hệ thì tinh trùng nó sẽ đi từ ngoài vào và gặp trứng ở ngay trên cái vòi trứng này, và nó thụ tinh ngay trên cái vòi trứng này, và phôi nó sẽ di chuyển ngược cái vòi trứng này, làm tổ ở trong cái tử cung này. Cho nên là khi mà viêm vòi trứng ấy, thì thứ nhất là tinh trùng không di chuyển đến được, thứ hai là trứng nó không di chuyển xuống được, cho nên là gần như là không thể có thai được. Để hạn chế cái viêm vòi tử cung này ấy, thì cái tiên quyết là chúng ta phải hạn chế được cái viêm của cái âm hộ âm và cái âm đạo này, đấy rất quan trọng. Mà trong đấy là cái vệ sinh nữ là một cái các bạn có thể hình dung được cái tầm quan trọng của nó. Thì tôi chia cái vệ sinh bộ phận sinh dục nữ làm hai phần. Phần thứ nhất là cái cách vệ sinh cho những trẻ em mà chưa quan hệ tình dục, đấy nghĩa là cái màng trinh người ta còn nguyên. Ở cái nhóm thứ hai đấy là những người phụ nữ đã có chồng rồi. Thế thì vệ sinh cho những cái nhóm trẻ chưa quan hệ tình dục thì như thế nào? Thì rất đơn giản thôi. Thì các em chỉ cần rửa sạch bằng nước ấm thôi. Chúng ta hãy rửa sạch ở bên ngoài. Sau đó chúng ta sẽ vén cái môi lớn ra và rửa sạch những cái khe và rãnh ở cái vùng tiền đình và cái môi bé đấy là được thôi. Thì chúng ta cũng có thể dùng tấm vải ướt và khăn mềm. Thế nhưng mà tốt nhất thì chúng ta vẫn nên dùng tay và dùng nước ấm thôi. Và nếu có dùng xà phòng chúng ta cũng nên dùng những loại xà phòng nhẹ thôi. Còn nếu không dùng thì càng tốt. Thế thì tại sao lại không dùng xà phòng thì càng tốt? Thì tôi sẽ nói với các bạn trong video tiếp theo. Thì vì nếu mà nói ở đây thì nó rất là dài. Để nhóm thứ hai là những phụ nữ đã có chồng rồi, chúng ta sẽ vệ sinh như thế nào cho đúng và hạn chế được tối đa những cái mùi hôi và nguy cơ gây viêm nhiễm. Thì cũng như các bé gái rồi, chúng ta cũng làm như thế. Chúng ta vệ sinh từ ngoài vào, nhưng chú ý là cái dòng nước chảy từ trên xuống dưới. Đấy, nghĩa là dòng nước bao giờ cũng chảy từ trên bụng xuống dưới, để chứ không bao giờ chúng ta cho nước, dòng nước xối thẳng vào âm đạo, mà bao giờ nước cũng chảy ở trên xuống dưới. Bởi vì nếu mà chúng ta cho nước nó xối thẳng vào âm đạo ấy, thì nó sạch thì sạch thật đấy. Chứ nhưng mà những cái tác nhân gây bệnh thì nó sẽ có khả năng nó xâm nhập vào tử cung và vòi trứng, nó rất dễ gây viêm vòi trứng và tắc vòi trứng. Nên khi đó thì lợi thì có lợi nhưng mà răng thì không còn nữa. Và đó cũng là lý do vì sao mà tắc ống dẫn trứng lại gây ra tận 70% nguyên nhân gây vô sinh thứ phát. Sau khi mà chúng ta rửa bên ngoài ấy, thì chúng ta hãy rửa sạch bàn tay của chúng ta đi, và chúng ta dùng ngón trỏ và ngón giữa
Đấy, tùy các chị em thôi, chúng ta hãy lấy một ngón tay, thay vì chúng ta cho dương vật của anh em vào làm bẩn âm đạo của bản thân ấy, thì khi tắm chúng ta hãy dùng ngón tay của ta ấy, chúng ta hãy đưa vào trong âm đạo. Đấy, nhưng mà không nên đưa quá sâu, không nên chạm vào tới cổ tử cung. Thế dùng ngón tay làm sạch cái âm đạo đi, chúng ta làm sạch đi, làm sạch lại nhiều lần. Đấy thì đây là một cái phương pháp gọi là phương pháp pha loãng tác nhân gây bệnh. Đấy, cái phương pháp này làm tôi nhớ đến cái đợt dịch chống SARS ấy. Cái dịch SARS Việt Nam là một trong là một nước đầu tiên được WHO công nhận là nước đầu tiên kiểm soát được cái dịch SARS. Đấy thì cái mẹo của chúng ta là sao? Chúng ta sẽ mở cửa tất cả những cái phòng làm việc ấy, thì những cái tác nhân gây bệnh nó sẽ bị cũng bị hòa loãng. Đấy thì nguy cơ mắc bệnh của chúng ta sẽ giảm đi rất là nhiều. Đấy, ở đây cũng vậy thôi, các bạn sẽ làm giảm những nồng độ vi khuẩn trong âm đạo, thì nó sẽ giúp làm giảm những cái mùi hôi của âm đạo và giúp chúng ta có một mùi hương hoàn toàn là tự nhiên của cơ thể và hạn chế tối đa cái nguy cơ của gây viêm âm đạo. Thế thì ở đây tôi nhắc lại một lần nữa nhé, chúng ta không bao giờ được xối thẳng nước vào âm đạo, nước bao giờ cũng chảy ở trên bụng xuống, nên chúng ta luôn luôn nhớ như vậy. Vâng, chúc các bạn nữ mà xem video này có một mùi hương dễ chịu, và các anh em thì cũng nhớ chia sẻ những video này cho các chị em phụ nữ nhé. Đấy, tại vì một người khỏe hai người vui mà, những người hưởng lợi là của anh em chúng ta thôi, đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.